Xin chào thầy. Добрый день. Добрый Добрый день. день. À, добрый день. Как дела? Ну, как дела? Хорошо? Хорошо. À, хорошо. Так, хорошо. À, thế như vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái phần bài viết của bạn đấy. À, trước hết là kiểm tra phần bài viết của bạn. À, phần bài viết của bạn nói chung là rất tốt đấy. À, mình đã kiểm tra xong hết cái trang này rồi. À, cái trang này nói chung là không có lỗi nào cả đấy. À, đó chúng ta sẽ bỏ cái này đi này. Bây giờ phần thứ hai, xem phần thứ hai này có lỗi không nào. À, tag. À, tag. Chúng ta sẽ cho nó động một chút nha. Đó. Tag của. À, tag. Chúng ta sẽ có những từ gì nào? À, Svetok, mông hoa. À, tag nhà ga stansiya. À, âm ya này chúng ta viết rõ hơn một chút nhé. Âm ya. À, âm ya này đấy. À, đó chúng ta biết âm ya là gì nào? Ya. À, đó viết như này. Đó thấy chưa nào, vất tạp vật stancia, stancia đấy. À, mai cả tramvai, tramvai sini muzei shkap mashina. À, tạp chí journal, cái chữ r này này đấy. À, r này chúng ta viết như nào? R này viết này, như thế này là một này, lên này, xuống này, lên này đấy. À, sau đó chúng ta viết này r đấy, đó Dạ. r đã viết như vậy nhé. À, đó Dạ. à, karandash shubba, shubba karasho chữ bờ này, viết chữ bờ này tròn này, xong rồi đến đây này, đó đó đấy nhá, nào vất tạp vật đấy, vất tạp vật đấy. À, jinsi, jinsi ta karasho. À, cái chữ r nhỏ này cũng vậy đấy. À, jinsi ta druzba karasho. Passager, passager có hai chữ s đấy. Jena, re, na, đấy là re, đó đấy chứ nào, re, na, à, mush, хорошо, nosh, ложка, ложка, шоколад, хорошо, уже, хорошо, юбка, юбка viết liền rồi thôi đấy, đấy, chữ u này, u, u, đấy, à, u, юбка. Ida yai sa, chữ yai sa này sai một chữ này thôi đấy. À, yai sa, cái chữ yai sa nó viết như nào? Yai, à, cái chữ y này nó có cái dấu bên trên, dấu mũ bên trên này. Yai, yai đấy. Xong rồi, sa, yai sa đấy. Yai sa ở tạc vật đấy. Yai sa tạc miốt siêu khá. À đó, à, cái chữ có lỗi chút chút thôi đấy. À đó. À, như vậy em viết là rất tốt đấy. À, cứ viết như vậy, phát huy như vậy. Em chịu khó tập viết được khoảng mỗi ngày chịu khó tập viết được khoảng một nửa trang này thôi cũng được. Không cần phải viết nhiều. Thấy chưa? Đấy. À, đó nó rèn luyện cho em cái thói quen viết chữ tiếng tác vụt. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái phần mà chúng ta học hôm trước, đó là cái phần chào hỏi này. À, đọc nhé. À, Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Добрый Добрый вечер. день. Добрый Спокойной ночи. вечер. Спокойной ночи. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. А, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю. 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 Не за что. Не за что. Как дела? Как дела? Прекрасно. Прекрасно. Хорошо. Хорошо. Нормально. 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 А, нормально, хорошо. Ничего. Ничего. Как дела? Ничего. Ничего. Да, плохо. Плохо. Đó, à, хорошо. Thế như vậy là một ngày chúng ta cố gắng đọc lấy 2-3 lần như thế, đọc hết tất cả những cái từ này. Đấy, à, хорошо. À, thế như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau học xong về cái cách chào hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo nào. À, phần bài ngày hôm nay của chúng ta là cái gì? À, chúng ta đã trong 2 bài trước chúng ta đã học xong về bảng chữ cái rồi, các nguyên tắc phát âm biết rồi, biết hết rồi. Bây giờ tại sao đọc như thế nào là chúng ta biết hết rồi. Đấy, à, không phải đặt câu hỏi nữa. Đấy. Đó. Ta. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem
Câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là câu hỏi kto eta. Đây là ai? Kto eta. Em nói nào, kto eta. Kto eta. Kto eta. À, đây là ai? Đây là tôm. Eta tôm. Em nói eta tôm. Tôm. Eta tôm. Đà, đây là cô Anna. Eta Anna. Eta Anna. Đà, anh chàng tôm thì là ai, là ôn? Thế là đây. Eta ôn. Eta ôn. Eta ôn. Ôn. Đà, nhưng đây là cô gái là Eta Anna. Eta Anna. Eta Anna. Eta Anna. Đấy. À, Eta Anna là đây là cô ấy. Đây là anh ấy. Đấy. À, đó. À, thế còn à, trong tiếng Nga chúng tôi biết rằng là gì, có giống đực ôn, giống cái ăn nà, giống chung ăn nồ đấy. À, đó. Thế vậy thì khi nào thì là người ta nói ôn? Ừ, đấy. À, khi mà các danh từ là danh từ giống đực. Tôm là giống đực. Anh chàng là anh chàng đàn ông, cho nên là giống đực. Cái từ mà chỉ anh ta là giống đực. Tôm, ôn, ôn student, student là giống đực đấy. À, đó. À, thế đây chúng ta có từ gì nào? Đồm. Danh từ giống đực. Đấy. Đường. Danh từ giống đực. Đấy. Phụt là danh từ giống đực. Và phồn. Đấy. À, những cái danh từ này có cái điều gì à, để làm cho nó trở thành danh từ giống đực nè? Đó là ở cuối từ có một phụ âm. Đấy. Kết thúc từ đó có một phụ âm. Đồm phụ âm mà. Phụt phụ âm th. Phồn phụ âm n. Đấy. À, thế còn cái từ này papa kết thúc bằng một nguyên âm A. Về nguyên tắc nguyên âm A đó là gì? Nguyên âm na đó là danh từ giống cái. Thế nhưng mà đây nó chỉ đàn ông. Papa là người cha, là bố. Vậy thì chúng ta đã có kết luận là gì? Nếu danh từ mà chỉ đàn ông thì đó là danh từ giống đực. Đấy. Đó, thế vậy thì đây là nó cũng là danh từ giống đực. Chúng ta bất chấp, không cần quan tâm đó là cái đuôi từ gì. Đấy. Nó chỉ đàn ông thì nó là giống đực. À, tác buộc. À, thế bây giờ chúng ta có thêm một cái từ nữa, đó là từ cô phẻ. Về nguyên tắc ra, à, danh từ có đuôi ye là danh từ giống chung. Morie, Platie, Cofe. Đấy. Thế nhưng mà theo quy định của người Nga, người ta nói thì Cofe là danh từ giống đực. Thế vậy thì chúng ta cũng phải nói danh từ giống đực. Đấy. Đó. Thế bây giờ à, tiếp theo là các danh từ giống cái. Danh từ giống cái là danh từ chỉ phụ nữ. Má ma, mẹ là phụ nữ. Bá bà, bà babushka là phụ nữ. Đấy. Thì đó là danh từ giống cái. Thế nhưng mà bây giờ có cái danh từ mà nota. Nota. À, đó là gì? À, đó là một cái danh từ chỉ bất động vật, đó là cái nốt nhạc. Vata. Đó là cái cục bông. Thì làm sao chúng ta xoay ngang xoay ngửa, làm sao chúng ta biết nó là giống cái hay là giống đực? Đấy. À, người ta có quy định những cái danh từ chỉ bất động vật, nếu mà kết thúc bằng đuôi a thì nó là danh từ giống cái. Vata, cái khăn voan của cô dâu. Danh từ này kết thúc bằng đuôi a cho nên nó là danh từ giống cái. Đấy. À, đó. Thì vậy thì tất cả những danh từ mama, baba, nota, tonna, vata, fata chúng ta có thể thay bằng đại từ anna. Đúng không nào? Còn tất cả các danh từ dom, dum, papa, fun, phôn chúng ta có thể thay bằng đại từ ổn. Đấy. Đó. Chúng ta thấy thú vị không nào? À, tiếng Nga là gì nào? Tiếng Nga nó có giai điệu. Kết thúc bằng phụ âm thì nó là phụ âm ổn. Kết thúc bằng nguyên âm a thì nó là nguyên âm a anna. Nếu kết thúc của danh từ bằng nguyên âm e o thì nó sẽ là ăn nổ. Đấy. À, nó tạo cho tiếng Nga nó có cái giai điệu. Đấy. Đó. Thế vậy thì tí nữa mình sẽ chỉ cho bạn thế nào là cái giai điệu của nó. Đấy. Đó. Thế bây giờ danh từ mà kết thúc bằng nguyên âm o nào, Slova, một từ. Slova. À, Slova là một từ. Đấy. À, ví dụ từ Anna là một từ, Tom là một từ. Đấy. À, Napitak là một từ. Napitak có nghĩa là đồ uống. Napitak. Napitak. Cô phê là cà phê chúng ta uống ấy đấy. Cô phê là một từ. Это слово. Напиток это слово. Tôm это слово. Слово, слово, слово. Đấy. Слово, vậy слово đó là gì? Danh từ giống chung, bởi vì sao nó kết thúc bằng đuôi O. Vậy thì từ письмо cũng kết thúc bằng đuôi O. Nó cũng là danh từ giống chung. Место kết thúc bằng đuôi O cũng là danh từ giống chung. Ê, trong tiếng Nga tất cả các danh từ mà kết thúc bằng đuôi O là danh từ giống chung. À, Kriesla là cái ghế bành, cũng là danh từ giống chung. Kriesla. Morie là biển, kết thúc bằng đuôi ye. O ye, o ye là danh từ giống chung. Platie kết thúc bằng đuôi ye, cũng là danh từ giống chung. Thế vậy thì có định nghĩa là gì? Nếu mà danh từ kết thúc bằng đuôi o hoặc đuôi ye thì đó là danh từ giống chung, trừ trường hợp duy nhất đó là từ cổ phải, nó là danh từ giống được. Đấy.
Tiếp theo chúng ta có từ gì nào? Pano, bức tranh. Vino, rượu vang. Piva là bia. Arcano là cửa sổ. Tất cả những từ này chúng ta có thể thay bằng một đại từ ano. Slover, cái từ ano. Đấy. Pismo, cái từ ano. Miesta, cái từ ano. Kriesla, cái từ ano. À, thế bây giờ chúng ta đã biết rồi nào. Trong tiếng Nga hóa ra là gì? Các danh từ được chia ra làm giống đực. Ôn, giống cái, ăn à, giống chung, ăn nổ. Thế vậy thì chia ra để làm cái gì vậy? Đấy, cứ thế mà nói cái gì phải chia. À, bởi vì là như thế này. Trong tiếng Nga, khi mà danh từ đi với một mình nó thì không quan trọng. Nhưng khi nó đi với thành một cụm từ, đi với tính từ, đi với tính từ này, đi với đại từ sở hữu, đi với số từ, thì nó sẽ phải biến đổi theo giống cho nó phù hợp. Đấy. À, cái điều đó nó thể hiện như thế nào? À, thể hiện như thế nào nào? À, chúng ta sẽ xem nhé. Ở đây. Đó. À, chúng ta sẽ xem đây là chúng ta có từ ôn là giống đực. Anna giống cái. Anno là giống chung. Đấy. À, đó. Bây giờ chúng ta xem này. Môi là đại từ sở hữu. Nó vui là tính từ. Chúng ta sẽ ghép với từ đôm. Đôm là danh từ giống đực, là ôn. Đấy. Eterno với đôm. Đây là một ngôi nhà mới của tôi. Môi là của tôi. Nó vui là mới. Eternno với đôm. Đấy. À đó. Chúng ta có từ dồn. Là cái ô. Đây là cái ô mới của tôi. Eternno với dồn. Đó, nhưng đây là danh từ giống đực. À, drug autobus gorat zavod là các danh từ giống đực thì nó phải là kết hợp thành một cái tập hợp từ etermoi novi gì gì đó. Thế nhưng mà nếu mà là danh từ giống cái thì sao? Komnata là giống cái, padruga là giống cái, kniga, karta, vistavka, vanna, đó là các danh từ giống cái. Thì lúc đó không thể là không bao giờ người ta có thể nói được là etermoi novi komnata được. Mà người ta sẽ nói etermaya novaya komnata. Đấy. À, môi nó vui nó chuyển thành là gì? Maya nổ vậy à? Thế vậy thì cái việc biến đổi này nó gọi là cái gì vậy? Đó là sự phù hợp về giống của đại từ sở hữu của tính từ đối với giống của danh từ. Đấy, đó. Tiếp theo nào, nếu mà đấy là gì? Đó là giống cái. Bây giờ giống chung sao? Akno là danh từ giống chung. Thì nó không thể là môi, không thể maya được, nó phải là mayo. Mayo nổ vui akno. Thế vậy thì đây chính là cái giai điệu của tiếng Nga. Trong tiếng Nga nó nói có giai điệu. À, đôm là giống được thì là môi nổ với. Com nata là giống cái là maya no vaya. Com nata đuôi A. Maya no vaya com nata. Tương tự như vậy giống chung. Akno là giống chung. O, akno, vino, piva, pismo. Thì nó phải là mayo no vaya. Đấy. Đó. Chính vì đấy nó gọi là tạo nên cái giai điệu trong tiếng Nga. Giai điệu tiếng Nga nó hay là vì vậy. Đấy. Đó. Tắc vột. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào nhé. Tập đọc nhé. À, em đọc nè. Môi nổ với. Môi nổ với. Maya no vaya. Maya no vaya. Mayo no vaya. Mayo no vaya. No vaya. No vaya. Vaya. No vaya. Là no vaya. Đã. À, nó đọc đủ âm thì sẽ hay đấy. À, ta đọc nè. Môi nổ với đồm. No môi no môi nó vui đồm môi nó vui đồm môi nó vui dồn môi nó vui dồn môi nó vui druk môi nó vui druk môi nó vui autobus no no môi nó no vui autobus 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 môi nó vui autobus. Môi nó vui autobus. Môi nó vui gorat. Môi nó vui gorat. Môi nó vui ra vột. Môi nó vui ra vột. Môi nó vui ra vột. À, maya no vaya. Maya no vaya. Maya no vaya. Maya no vaya komnata. Maya no vaya komnata. Maya no vaya padruga. Maya novaya kruta. Padruga. 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 Padruga là cô bạn gái.
Книга. Dạ. Em nói nào. Книга. Книга. Моя новая книга. Моя новая книга. Да. Карта. Карта. Моя новая карта. Моя новая карта. Да. Выставка. 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 А, chúng ta đọc từ này nhá. Ставка. Em đọc. Ставка. 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 Có chữ sờ. Ставка. Ставка. Đúng rồi. Ставка. Nói nào. Ставка. 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 Выставка. Выставка. Đúng rồi. Выставка. Выставка. Новая выставка. Новая выставка. Моя выставка. Моя выставка. Моя новая выставка. Моя новая выставка. Да, ванна. Ванна. Моя новая ванна. Моя новая ванна. 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 Ван, đây là v, v, v. Ванна. 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 Моя новая ванна. Моя. Моя новая ванна. 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 Моя ванна. Ванна. Đây là v, v. Đọc là v. Ван. Ван. Ванна. 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 Ванна là cái gì? Có nhớ là cái gì không? Ванна. Có nhớ là cái gì không? À, có nhớ không nào? Có nhớ dạ, không? Không ạ. Không nhớ. À, ванна. Thế ta lấy cái hình cho em xem nhé. À, lấy cái hình cái em sẽ nhớ ngay lập tức và sẽ nhớ lâu luôn. Đấy. Đó. À, thế có nghĩa là gì nào? À, ванна là cái bồn tắm. Đấy. À, ванна. Ванна là cái bồn tắm. Thế bây giờ em nói, đây là cái bồn tắm của tôi. Это моя ванна. Это моя ванна. Ванна. À, đây là cái bồn tắm của tôi. À, cái bồn tắm mới nào. Новая ванна. Новая ванна. Да, новая ванна. Это моя новая ванна. Это моя новая ванна. 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 Đấy. À, đó. Ванна. Так, хорошо. Thì bây giờ chúng ta xem nội chung nào. Окно. Окно. Моё окно. Моё окно. Моё окно là cái gì vậy? Окно là cái gì? Cửa sổ. Dạ, cửa sổ. Cửa sổ của tôi. Моё окно, cửa sổ của tôi. Đấy. Моё окно. Là vino là cái gì? Vino. Vino là rượu ạ. Rượu vang. Rượu vang. Đấy. Rượu yeah. vang. Bây giờ chúng ta sẽ nói là à, chúng ta sẽ nói là rượu vang của tôi. Моё вино. Моё вино. Да, моё вино. А, пиво. Пиво là gì? Пиво. 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 Вино là gì? Ồ, пиво là bia. Пиво. Bia. Bia. Моё пиво. Моё пиво. Này, mày, моё пиво. Моё пиво. Письмо. Письмо là cái gì? Письмо. Письмо là bức thư. Письмо. Đấy. À, có phải không nào? Моё письмо. Đọc nào. Đâu rồi? Alo. Да-да-да. À, хорошо. Так, chúng ta có từ письмо. Письмо là bức thư. Đấy. Письмо. Письмо. Моё письмо. Моё письмо. Моё письмо. Письмо. Thế viết thư cho ai bao giờ chưa? Hả? À, em có viết thư cho ai bao dạ? giờ chưa? Có viết thư cho ai bao giờ chưa? Dạ, chưa. Chưa. Đấy, à, моё письмо. Письмо là bức thư viết tay. Đấy. À, моё письмо. Dạ. À, моё письмо. Письмо. Молоко. Молоко là sữa. Молоко. À, đây là cốc sữa của tôi. Это моё молоко. À, sữa này của tôi chứ. Это моё молоко. Да. Панно. Панно là cái gì nào?
panel là một bức panel. Tranh, một bức tranh đấy, bức bình phong. Mayo panel, mayo panel, mayo panel là mayo panel. Akno, akno là gì nào? Akno, cửa akno. Sổ. Akno là cửa sổ. Mayo akno, mayo akno, mayo akno, mayo akno, đó. Mayo vino, mayo vino, mayo vino, mayo piva, mayo piva, mayo piva, mayo piva, mayo piva, đấy. Mayo piva, mayo piva, piva là bia, bia của tôi, đấy. Mayo piva. À, tiếp theo nữa nè. Mayo pismo, mayo pismo, đọc nè. Mayo pismo. Da pismo. Pismo. Da pismo. Đấy. Mayo pismo. Đấy, đấy, đấy. Ta хорошо. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã nói với lại đại từ sở hữu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nói với tính từ nè. Novый дом. Novый дом. À, novый là gì? Novый là new, mới. Là mới. Yeah. Novый дом là ngôi nhà mới. Yeah. Novый зонт. Novый зонт. Novый зонт. Đấy. Novый зонт. Novый зонт. Да. Новый друг. Novый зонт. Новый друг. Новый друг. Да. Новый друг. Да. Новая комната. Новая комната. Новая комната. Да. Новая комната. Новая подруга. Новая подруга. Новая подруга. Новая книга. Новая книга. 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 Да. Новая карта. Новая карта. Là gì? Cái bản đồ mới đấy. À. Bản đồ mới. Новая выставка. Новая выставка. Да, выставка. Đọc đúng trọng âm sẽ nói được. Выставка. Trọng âm rơi vào выставка. Đấy. Выставка. 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 Да, да, да. Nhấn mạnh cái trọng âm là выставка. Ставка. Ставка nói rất nhạy hơn. Выставка. Так. А новая ванна. Новая ванна. Новая ванка. Ванна. 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 Новая ванна. Хорошо. À, thế bây giờ thầy giáo sẽ chỉ danh từ. Em phải ghép thành một câu. Bây giờ thầy giáo nói từ. Thầy giáo nói дом. Em phải nói это мой новый дом. Хорошо. Đấy. Nhất trí không? Lại không nghe thấy rồi. Đấy. Yeah. À đó. Thầy giáo nói nè. Thầy giáo nói nè. Дом. Em nói. Это мой новый дом. Это мой новый дом. Nà, это мой новый дом. Это мой новый дом. 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 Дом, дом, дом. Это но мой. Зина. Дом. Дом. Да, да, да. Хорошо. Chúng ta có từ зонт. Зонт. Nói nè. Это но мой. Мой. Новый. Мой, мой. Новый зонт. No mui zon. Да, это мой новый зон. Đấy. À, tiếp theo nè. Друг. Друг là một người bạn. Đây là người bạn mới của tôi. Đây là người bạn mới của tôi. Это мой новый. Это мой. Это но. Новый. 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 Мой новый. Друг. Друг. Đây là người bạn mới của tôi đấy. Đây là thành phố mới của tôi. Это мой новый. Это мой новый город. Город. À đúng rồi. Đây là nhà máy mới của tôi. Это мой новый завод. 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 Это мой новый завод. Это мой новый завод. Đấy. Это мой новый завод. Да. À đây là căn phòng mới của tôi. Это мой за Это мой за но. Да. Это моя новая комната. Это моя. Это моя новая.
Novaya Komnata. À thế vậy thì em thấy đó là gì, là cái cách rèn luyện để làm sao cho cái phản ứng của mình nó quen với lại cái khái niệm về giống của danh từ đấy, và biến đổi cái đuôi từ, đuôi tính từ, cái đuôi của đại từ sở hữu nó tương đương với lại cái giống của danh từ đấy. À bây giờ người ta sẽ nói là Padruga. Padruga là cô bạn gái. Đây là cô bạn gái mới của tôi. Etmaya. Etmaya. Novaya. Novaya. Padruga. Padruga. Đã. Kinyiga là quyển sách. Bây giờ em nói, đây là quyển sách mới của tôi. Etmaya. Etmaya. Novaya. Novaya. Kinyiga. Đấy. Karta. Karta. Etmaya. Etmaya. Novaya. Novaya. Karta. Đấy. Vystavka. 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 Đã. Etmaya. Etmaya. Novaya. Novaya. Vystavka. Đã. Vystavka. Vystavka là một cuộc triển lãm. Đây là cuộc triển lãm mới của tôi. Đấy. Vanna. Tôi có cái bồn tắm. Vanna. Đây là cái bồn tắm mới của tôi. Etmaya. Etmaya. Novaya. Novaya. Vanna. Vanna. Đấy. Masuna là cái ô tô. Masuna. 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 Đây là cái ô tô mới của tôi. Đây là cái ô tô mới của tôi. Etmaya. Etmaya. Novaya. Novaya. Masuna. Masuna. Etmaya novaya masuna. Đấy. À. Novaya. Masuna. À, ta. Хорошо. À, đây là tờ báo mới của tôi. Gazeta. Tờ báo. Đây là tờ báo mới của tôi. Gazeta. 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 Đây là tờ báo mới của tôi. Etmaya. Etmaya novaya. Gazeta. Gazeta. Đã, cách nói như vậy đấy. Cái giống chung nào. Akno là cửa sổ. Cái cửa, đây là cái cửa sổ mới của tôi. Eta. Eta mayo. Mai. Mayo. Eta mai. Mayo. Novoye. 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 No, đọc này, em này, em nhìn cái chữ này. Novoye. Novoye. Это моё новое. Это моё новое. Окно. Окно. Пиво. À вино, вино là rượu vang nè. Đây là rượu vang mới của tôi. Это моё. Моё. Новое. Новое. Это моё новое. Вино. Вино. Да. Пиво. Пиво là bia. Đây là cốc bia mới của tôi. Это моё. Это моё. Новое. Новое. Пиво. Вино. Пиво. Вино. Биво. Пиво. Chứ không phải là биво. Хорошо. Хорошо. Sau này em sẽ nói quen, Thành sẽ phát hiện được ra. Đấy. À, tạc. À, âm p và âm v, âm b. Đấy. À, đó. À, хорошо. Tiếp theo nào. Chúng ta có từ письмо. Письмо là một bức thư. À, đây là bức thư mới của tôi. Это моё. Это моё. Новое. Новое. Мо новое. Письмо. 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 Да. Да, да, да. Письмо. Да. À, đó, thế như vậy, đó là cái cách mà người ta nói là gì nào? Người ta nói đại từ sở hữu này, tính từ này, à, phải biến đổi đuôi của nó phù hợp cho với gì nào, với giống của danh từ. Đấy. Mà nó đi cùng, mà nó mở rộng, đấy. Mà nó giải nghĩa cho những cái đó, đấy. À, ví dụ đồm. Ngôi nhà của ai? Mối, mối đồ. À, ngôi nhà như thế nào? Các củi, novi. Mới, đấy, ngôi nhà mới của tôi. Komnata. À, komnata của ai? Maya của tôi. Kakaya na, kakaya, nó như thế nào? Novaya, đấy. À đó. Thế như vậy đó là cái cách mà chúng ta có thể là mở rộng cho cái danh từ ở trong câu. À, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. À, chúng ta đã biết rằng là gì? À, trong tiếng Nga, à, có ngữ điệu đi xuống đấy. Ngữ điệu đi xuống. Đó là ika một, etema ma,
Eta papa, eta vata, eta vino. Nhưng có nghĩa điệu đi lên. Eta mama, đây có phải mẹ không? Eta papa, đây có phải bố không? Đấy. Thế nhưng mà khi mà ở trong câu nó xuất hiện thêm một cái liên từ y. Liên từ y nó kết nối hai thành phần với nhau, thay là hai thành phần tương đồng. Ana y tôm, quana và anh chàng tôm. Eta ana y tôm. À em thấy gì? Trước y thì nó lên giọng, sau y thì nó xuống giọng đấy. Eta ana y tôm. Eta ana y tôm. Đấy. Nếu mà hai người này đứng liền với nhau thì nó sẽ thành anh nhỉ. Đấy, anh nhỉ. À tạc. Eta ana y tôm. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Đấy. À, chúng cùng nhau xem. À ta chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Chúng ta có mẫu câu nè. Etevada ivino, em đọc nè. Etevada ivino. Etevada ivino. Đã. Etetom iana. Etetom. Etetom iana. Iana. Đã. Etemười. Etemười. Etanhì. Etanhì. Eteon Iana. Eto on Iana. Đã. À bây giờ thầy giáo hỏi em trả lời nha. Eto dom. Đã. Eto dom. Eto Anna. Đã. Eto Anna. Eto vino. Đã. Eto vino. Eto tom. Đã. Eto tom. Đã. Eto tom. Хорошо. À chúng ta xem tiếp nè. À bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc như này. Trước khi chúng ta đọc bài, chúng ta sẽ ôn lại một chút về cái cách mà người ta có thể là chuyển sang số ít số nhiều. Đấy. Đó. À tạc. À danh từ thế nào là danh từ số ít số nhiều? Số ít có nghĩa là một thứ, một quyển sách. Đấy. Số nhiều là gì? Số nhiều là nhiều quyển sách. Đó, thì cái cách của trong tiếng Nga người ta nói là gì nào? Cờ nhí gà một quyển sách. Cờ nhí ghi nhiều quyển sách. Đuôi a chuyển thành đuôi y. Đấy. Ruchka là một cái bút. Ruchki là nhiều cái bút đấy. À đó. Slova là một từ. Slava là nhiều từ. Dom là một ngôi nhà. Dama là nhiều ngôi nhà. Mama là một bà mẹ. Mamy là nhiều bà mẹ. Mashina là một cái ô tô. Mashini là nhiều cái ô tô đấy. À đây là khái niệm về số ít và số nhiều. Thế tại sao mà nó biến đổi sang A thành Y, đấy, O thành A, vân vân, Đô thì thành Đam mà, thì chúng ta sẽ xem trong phần tới, đấy, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc một cái bài đọc ngắn ngắn như thế này. Eta moi raskas. Chúng ta có nhớ cái từ raskas này không nào? Câu em... chuyện. À, câu chuyện. À, thế là em rất giỏi, đấy, đó. Eta moi raskas. Đây là câu chuyện của tôi. À, kể chuyện nào. Xin mẹ, chúng ta có từ xin mẹ, xin mẹ, xin mẹ. Đó là gia đình. À, mài giá xin mẹ, mài giá xin mẹ. Mài giá xin mẹ. Là câu chuyện đó là gì? Câu chuyện này là gia đình của tôi. Đấy. À, đọc nào. Eta papa. Eta papa. Eta mama. Eta mama. Eta baba. Eta baba. Đó, đây thì đúng rồi đấy. Papa thì đọc thành papa ba rồi đấy. Đó. À tiếp theo nào. Eta ya. Eta ya. Eta brat. Eta brat. Eta sistra. Eta sistra. À eta sistra. Et ai eta sistra. Đã à eta sistra. Đã. À asto eta. Sto eta. À sto eta. Eta dom. Eta dom. À eta akno. À eta khan akno. Eta vana. Eta vana. À eta vada. À eta vada. Vada là gì? Vada là gì có nhớ không nào? Vada, vada. Nước. Vada là nước. Da da da. Đấy. Vana là gì? Vana. Văn là cái dạ, bồn tắm, bồn tắm đấy. À cái bồn. Đây là cái bồn tắm dạ. Còn đây là nước ở trong cái bồn tắm đấy. Nước hoạt tạp. Vật. À thế vậy thì đó là cái bài đọc ngắn ngắn của chúng ta đấy. À tiếp theo nào. Chúng ta sẽ xem cái gì nào. À tiếp theo. À bây giờ thì giờ sẽ nói một cái danh từ này.
Thế và em sẽ phải làm gì? Em sẽ phải chuyển nó thành một câu. Đây là cái gì của tôi? Đấy. Ví dụ như ta có câu Etenota. Em nói nè. Etenota. Etenota. Em sẽ nói là gì? Etemaya novaya nota. Đấy. Nota. Em nói nè. Nota. Etemaya. Em nói. Etemaya novaya nota. Etemaya novaya nota. Nota. Đấy. Thì ta nói tiếp nè. Dom. Ete đốm ete mồ mối nổ với nổ mới đốm đốm đấy. Chúng ta có từ star. Ngôi nhà này nó cũ rồi, chúng ta sẽ không nói nổ với là mới, ngôi nhà này là cũ rồi, chúng ta sẽ nói star. Ete mồi star đốm, ete mồi star đốm đấy. Ete moi stari dom. Ete moi stari dom. Đã. Tiếp theo nào. Ete moi stari dom. Đã. Vada. 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 Nói thế nào. Ete maya. Ete maya. Staraya. Vada. Maya novaya. Vada. Novaya. Ete maya novaya vada. Đấy. Ete maya novaya vada. Vada. Đã. Vino. Это мой моё 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 вино новое моё новое моё новое вино вино ванна 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 это моя новая новая ванна ванна да хорошо тебе тяна. Ta tiếp theo. Chúng ta có từ autobus. Autobus. No. Eto. Mối. Eto mối. Nó với. Eto mối nó với. Eto mối nó mối. Nó với autobus. Eto mối nó với autobus. Eto mối nó với autobus. Eto mối nó với autobus. Là zont. Zont. No. Это. Это мой новый зонт. Это мой новый зонт. Это мой новый зонт. Хорошо. Завод. Это мой новый завод. Это мой новый завод. Хорошо. Магазин. Магазин là cái gì đấy? Dạ, cái cửa hàng. Cửa hàng. Магазин em nói. Đây là cửa hàng mới của tôi. Это мой новый возы новый 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 магазин магазин магазин. Это мой новый магазин, это мой новый магазин, это мой новый автобус, это мой новый зонт, это мой новый завод. Đó, có nghĩa là gì? Chúng ta phải ngồi nói cho nó quen đi. Đấy. Carta. 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 No. Carta. Eto. Eto muy. Eto maya. No. Carta. Carta phải là maya chứ. Eto maya. Eto maya. Novaya. Novaya carta. Eto maya novaya carta. Đó. Thế như vậy là đó là cái cách mà chúng ta biến đổi chúng ta nói. Biến đổi cái tính từ và cái đại từ đấy. Đi theo gì nào? Đi theo cái danh từ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết nào. Bây giờ em sẽ cố gắng viết nhá. Đây là bài đọc này. Đây gọi là text đấy. Хорошо. Đây là bài đọc. Chúng ta sẽ viết nào. Chúng ta sẽ hỏi đây là ai, hỏi thế nào, đây là ai, hỏi nào, hỏi thế nào. Кто это ôi xin lỗi em. Так. Кто это đây là ai, trả lời đây là tôm.
Ete. Ê tất tôm. Ê tất tôm. Còn đây là ai? Còn đây là ai? Còn là gì? Còn là a. Akto ete. Akto ete. À, trả lời nào. Đây là an. Ete an. Đấy, ete an. À đó. Tạc. À bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp là đây là cái gì? Sto. Là cái gì là sto? Sto ete. Đây là ngôi nhà. Ete. Đồm. Ete dom. À thế trả lời, thế hỏi. Đây là nhà của cậu à? Ete. Mô Tavoi dom. từ Ete vui tavoi, đồng tavoi là của cậu. Ete tavoi dom. tôi từ vui đồng Trả lời, đúng rồi, đây là nhà của tớ đấy. Đá. đá Đá. môi đồng Ete môi dom. Đá ete môi dom. Đấy. À, đúng không? môi đồng À, thế bảo, thế đây cũng là nhà của cậu à? Thế còn đây cũng là nhà của cậu à? Từ À, vôi đồ ete à còn cũng tơ cũng tô rẻ, tô rẻ là cũng ete tôi sẽ tô rẻ từ vôi đồm, ete tô rẻ từ vôi đồm tôi sẽ từ từ vôi vôi đồ đồm ete tô rẻ từ vôi đồm. Trả lời đúng rồi, đã đúng rồi, đây là ngôi nhà mới của tôi. Đá ete mỗi mối nó với nó đồm. với đồ Đá ete môi nối với đồm. Đá ete môi nối à với em tôi mỗi đồm. đối với đồ Đá. Thế còn đây là cái gì? Asto ete. Asto ete. Còn đây là cái gì vậy? Asto ete. Trả lời. Đây là căn phòng của tôi. Ete. đã Không có em đá. tôi Làm gì có đa. Nó hỏi đây là cái gì? Chúng ta trả lời. Đây là cái gì thôi. Không cần đa. Đấy. À, asto ete. Ete maya mày nha komnata. hôm nè ta Ete maya komnata. Ete Ete maya mày komnata. à hôm nè ta Ete maya komnata. Nó có mới không? hôm nè ta Anna. Anna novaya. Anna novaya. Nó có mới không? Anna novaya. anh 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 nói về Anna là gì? Anna là thay cho cái gì đi? Komnata. Đấy, komnata là dinh từ giống cái, cho nên nó thay bằng đại từ Anna được. Anna nói vậy à? À, căn phòng nó có mới không? Trả lời sao nào? Đá. Anna nói vậy á? Đá. Anna nói vậy á? Có, nó mới. Cái căn phòng đó mới. Đấy. Căn phòng đó mới. anh Đấy. nô vậy nhé Đá. Anna nói vậy à? Đấy. À, thế hỏi tiếp nào. À, ete. Тоже новая комната. Thế còn căn phòng này cũng mới à? À, это тоже новая комната. À, это тоже новая комната. À, em nói nè. À, это тоже новая комната. tôi sẽ Новая nó комната. bà già không là Новая ta комната. nó bà già không là ta Новая. Новая. nó bà già nó Con bà là ta. già Con là ta. không là ta Đã trả không lời sao nào? Nhẹt. Không. nhẹ Anna nhìn nô vaya. Không, nó không mới. Nhẹt. Anna nhìn nô vaya. Nhẹt. Anna anh nhìn nhìn nô nó vaya. bà Đã. già Nhẹt. anh Anna nhìn nô vaya. Đấy. Nhẹt. Anna nhìn nô vaya. Không, nó không mới. Đấy. Đã. Anna nô vaya. Nhẹt. Anna nhìn nô vaya. Đấy. Nhẹt. Anna nhìn nô vaya. À, ta. Đấy. À, ta. Nhìn nổ vậy à? À đó. À thế bây giờ hỏi. Hỏi tiếp. Thế còn cái này là cái gì? À, Astoite. Astoite. Còn đây là cái gì vậy? Astoite. Trả lời. Đây là cái ô tô. Ete ma shin. Ete ma shin. Đấy. Ete ma shin. À. Ê, hỏi. Ô tô của cậu à?
это твоя машина. Это твоя машина? Это твоя машина? Это твоя машина. Trả lời sao? Да. Đây là cái ô tô mới của tôi. Да. Да. Это моя новая машина. Да, это моя новая машина. Да? А, да, это моя новая машина. Да. Новая хорошо. Машина. Да, это моя новая машина. А, хорошо. Отдельно. А кто это? А кто это? Кандайла ай. А кто это? А кто это? А, trả lời nào. À, đây là mẹ tôi. Это моя мама. Моя мама. А. А там, thế còn đằng kia? Mà мой папа. Thế còn đằng kia là bố tôi. À tam мой папа. À tam мой папа. Tam ở đằng kia. Tam ở đằng kia. Đấy. Tam tam ở đằng kia. À tam là ở đằng kia. Мой папа. Đấy. À так. À tam мой папа. À так. À thế bây giờ chúng ta hỏi. Đây là anh trai của cậu à? Это твой брат. Это твой брат. Это твой брат. Đây là anh trai của cậu đấy à? Это твой брат. À đấy. À так. Không, đấy không phải là anh của tớ. Нет. Нет. Он не мой брат. Không, anh ấy không phải là anh của tớ đâu. Он не мой брат. Нет. Он не мой брат. Нет. Он не мой брат. Он не мой брат. À thế đây là em gái của cậu à? À, это твоя сестра. À, это твоя сестра. Đây là em gái của cậu à? Да. À, это твоя сестра. Trả lời sao nào? Да. Да. Это моя сестра. Моя. Да, это моя сестра. Đấy. Nhiều chưa? Dạ. Đấy. À, đọc nào. Đọc nhé. À, chúng ta đọc nào. Так. Кто это? Em trả lời. Это дом. Том. Да. А кто это? А кто это? Это Анна. Что это? Это дом. Это твой дом? Да, это мой дом. Это тоже твой дом? Да, это мой новый. Новый дом. Да. А что это? Это моя комната. Да. Комната. Она новая? Да, она новая. Это тоже новая комната? Нет, она не новая. Не новая. А что это? Это машина. Да. Это твоя машина? Да, это моя новая машина. А кто это? Это моя мама. А там? Мой папа. Мой папа. 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 А это твой брат? Нет, он не мой брат. А это твоя сестра? Да, это мой сестра. А, моя сестра. Это моя сестра. А, так. Это твоя семья? Это твоя семья? Это твоя семья? Đây là gia đình của em à? Это твоя семья? Trả lời sao? Да. Да. Это моя семья. Да. Это моя семья. Да. Это твоя семья? Семья? Да, это моя семья. Это моя семья. Семья, семья. Семья, семья. Нет, семья, семья. Семья. Да, 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 đúng rồi. Семья, семья. Это моя семья. À, хорошо. À, thế như vậy bây giờ mình sẽ gửi cho bạn cái màn hình này. Đấy, хорошо. Đấy. À, đó. Màn hình này là bài đọc tổng hợp toàn bộ kiến thức chúng ta học trong ngày hôm nay đấy.
Đó, bạn đọc Dạ. kỹ nó vào. À, lần sau chúng ta sẽ hỏi nha, hỏi đáp nha, Dạ. khá đấy. Em chào À, thầy. đó. Dạ em cảm À, ơn khá ạ. Dạ. show. Cảm ơn em, chào em. Tôi xin đà nhé. Tôi xin đà nhé. Đà với nhé. À, tôi xin đà nhé. Đà Nam, bác nhé. ca, bác ca, bác ca.